Taliban tuyên bố chiến thắng từ Kabul, chiến tranh ở Afghanistan đã kết thúc. Taliban tuyên bố giành chiến thắng trong cuộc chiến kéo dài gần 20 năm chống ngoại binh và chính phủ được phương Tây hậu thuẫn ở Afghanistan. 15 tháng 8 năm 2021. Tình hình Afghanistan ngày càng bất ổn, Nga dồn dập tập trận ở Trung Á. Sự sụp đổ của chính phủ ở Kabul sau đó đã dẫn đến một cuộc nội chiến vào những năm 1990, trong đó Taliban ra đời và cuối cùng nắm quyền kiểm soát hầu hết đất nước cho đến khi Mỹ triển khai chiến dịch quân sự lớn năm 2001 sau vụ tấn công khủng bố 11 tháng 9 năm 2001. Ngày 5 tháng 8 năm 2021, một quan chức thuộc Bộ Quốc phòng Afghanistan cho hay, 50 tay súng Taliban đã bất ngờ đầu hàng các lực lượng an ninh nước này tại tỉnh miền Bắc Doian vào đêm 4 tháng 8. Taliban tái chiếm nhiều vùng đất trong hòa bình không cần đánh vẫn thắng. Taliban không đánh cũng thắng, hàng trăm quan chức và binh sĩ Afghanistan bỏ chạy. Taliban tuyên bố giành chiến thắng trong cuộc chiến kéo dài gần 20 năm chống ngoại binh và chính phủ được phương Tây hậu thuẫn ở Afghanistan. Từ dinh tổng thống ở Kabul, Taliban tuyên bố chiến tranh đã kết thúc ở Afghanistan và sẽ sớm công bố mô hình quản lý và chế độ rõ ràng. Ngày 15 tháng 8, người phát ngôn của văn phòng chính trị Taliban tuyên bố trên kênh truyền hình Al Jazeera Mubasher rằng chiến tranh đã kết thúc ở Afghanistan và nhóm này sẽ sớm công bố mô hình quản lý và chế độ rõ ràng. Phát ngôn viên Mohammad Nim khẳng định Taliban sẽ không nhắm mục tiêu vào bất kỳ cơ quan ngoại giao trụ sở nào của các nước, cũng như đảm bảo sẽ cung cấp sự an toàn cho công dân và các cơ quan ngoại giao. Phát ngôn viên Taliban ông Mohammad Nim, theo Reuters, chúng tôi sẵn sàng đối thoại với tất cả các quan chức Afghanistan và sẽ đảm bảo cho họ sự bảo vệ cần thiết, ông nói. Ngày 15 tháng 8, lực lượng nổi dậy của Taliban đã tiến vào Kabul. Sau đó, Tổng thống Ashraf Ghani đã rời Afghanistan, nói rằng ông muốn tránh đổ máu. Điều này đã đưa các chiến binh Hồi giáo tiến gần đến việc tiếp quản đất nước sau gần hai thập niên Mỹ hiện diện quân sự tại đây. Nói về việc ông Ghani rời khỏi đất nước, đại diện Taliban nói họ không nghĩ điều này sẽ xảy ra, và cả những người thân cận với ông ấy cũng không nghĩ vậy. Người phát ngôn Taliban cũng cho biết cuối cùng nhóm cũng được nhìn thấy thành quả của những nỗ lực và hy sinh trong suốt 20 năm. Chúng tôi đã đạt được những gì chúng tôi đang tìm kiếm, đó là tự do của đất nước chúng tôi và độc lập của dân tộc chúng tôi, ông nói. Chúng tôi sẽ không cho phép bất cứ ai sử dụng vùng đất của chúng tôi để nhắm mục tiêu bất cứ ai, và chúng tôi không muốn làm hại người khác, theo phát ngôn viên Nim. Đồng thời, đại diện Taliban cũng nhấn mạnh nhóm sẵn sàng đối phó với những lo ngại của cộng đồng quốc tế thông qua đối thoại. Lực lượng Taliban đã quay trở lại thủ đô Kabul sau gần 25 năm. Các tay súng Taliban trên đường tiến về Kabul năm 1994 theo AFP. 15 tháng 8 năm 2021. Tình hình Afghanistan ngày càng bất ổn, Nga dồn dập tập trận ở Trung Á. Sự sụp đổ của chính phủ ở Kabul sau đó đã dẫn đến một cuộc nội chiến vào những năm 1990, trong đó Taliban ra đời và cuối cùng nắm quyền kiểm soát hầu hết đất nước cho đến khi Mỹ triển khai chiến dịch quân sự lớn năm 2001 sau vụ tấn công khủng bố 11 tháng 9 năm 2001. Ngày 5 tháng 8 năm 2021, một quan chức thuộc Bộ Quốc phòng Afghanistan cho hay, 50 tay súng Taliban đã bất ngờ đầu hàng các lực lượng an ninh nước này tại tỉnh miền Bắc Doian vào đêm 4 tháng 8. Taliban tái chiếm nhiều vùng đất trong hòa bình không cần đánh vẫn thắng. Taliban không đánh cũng thắng, hàng trăm quan chức và binh sĩ Afghanistan bỏ chạy. Taliban tuyên bố giành chiến thắng trong cuộc chiến kéo dài gần 20 năm chống ngoại binh và chính phủ được phương Tây hậu thuẫn ở Afghanistan. 27 tháng 9 năm 1996, Taliban tiến vào thủ đô Kabul. Cuối năm 1979, quân đội Liên Xô can thiệp vào Afghanistan nhằm ổn định tình hình nội chiến. Mùa hè năm 1994, phong trào Taliban do giáo sĩ Mohammad Omar thành lập xuất hiện ở miền nam Afghanistan. Taliban gồm các sinh viên chủ yếu là người Pashtun, dân tộc chiếm đa số theo dòng Hồi giáo Sunni cực đoan, xuất thân từ các trường thần học chủ trương khôi phục, Hồi giáo thuần túy, Deobandi, hoặc các trường thần học tư nhân ở Pakistan, Madrasa. Taliban nhanh chóng kiểm soát Kandahar ngày 3 tháng 10 năm 1994. Ngày 27 tháng 9 năm 1996, Taliban chiếm được thủ đô Kabul. Sau khi thiết lập chế độ tiểu vương quốc Hồi giáo Afghanistan, Taliban vẫn được phương Tây coi là đồng minh. Thậm chí Ngoại trưởng Mỹ khi đó, bà Madeleine Albright còn khen ngợi chiến dịch đánh chiếm Kabul là một bước đi tích cực. 20 tháng 8 năm 1998, tàu chiến Mỹ nã pháo. Tháng 8 năm 1998, Taliban chiếm thủ phủ miền Bắc Mazar-i-Sharif và Bamiyan, thủ phủ của người Hazara theo dòng Hồi giáo CIA chiếm thiểu số. Cùng lúc đó, Mỹ đoạn giao với Taliban khi Taliban từ chối giao nộp Osama Bin Laden, kẻ chủ mưu vụ đánh bom đại sứ quán Mỹ ở Kenya và Tanzania ngày 7 tháng 8 năm 1998. Ngày 20 tháng 8 năm 1998, tàu chiến Mỹ pháo kích các trại huấn luyện của Bin Laden ở Afghanistan. Taliban bị cô lập về mặt ngoại giao, đặc biệt mất đi hậu thuẫn của Saudi Arabia, một trong ba quốc gia công nhận chế độ Taliban cùng với Pakistan và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. 7 tháng 10 năm 2001, liên quân tấn công Afghanistan. Tháng 2 năm 2001, giáo sĩ Omar ra lệnh phá hủy các tượng trước khi Hồi giáo ra đời, trong đó có hai tượng Phật cổ nổi tiếng khắc trong núi đá ở Bamiyan. Hình ảnh phá tượng lan truyền khắp thế giới phát hiện tư tưởng cực đoan của Taliban. Ngày 11 tháng 9 năm 2001, hai tòa tháp trung tâm thương mại thế giới ở Mỹ bị tấn công sụp đổ. Taliban bị cáo buộc ủng hộ tổ chức khủng bố Al-Qaeda vì từ chối giao nộp Bin Laden, thủ lĩnh Al-Qaeda. Ngày 7 tháng 10 năm 2001, chiến dịch quân sự tấn công Taliban mở màn. Chiến dịch quốc tế được Liên Hiệp Quốc bảo trợ và Mỹ đứng đầu. Chỉ trong vài ngày, Taliban buộc phải ký thỏa thuận đầu hàng.
Chế độ lâm thời ở Kabul được thiết lập sau hội nghị liên Afghanistan ở Bonn do Liên Hiệp Quốc bảo trợ. 9 tháng 10 năm 2004, Taliban tái cấu trúc tổ chức. 3 năm sau khi chế độ Taliban sụp đổ, tình hình Afghanistan vẫn bất ổn. Hiến pháp mới được thông qua ngày 4 tháng 1 năm 2004. Chính phủ của Tổng thống lâm thời Hamid Karzai có quyền lực rất hạn chế ngoài phạm vi thủ đô nên muốn đàm phán với Taliban. Taliban đang suy yếu, cố thủ ở các tỉnh có đông người Pashtun ở phía đông và đông nam giáp Pakistan. Sau đó, Taliban tái cấu trúc lực lượng, tăng cường trang bị và bắt đầu các vụ tấn công liều chết. Từ năm 2007, Taliban chuyên bắt cóc công dân nước ngoài. Từ năm 2008, Taliban ngày càng áp sát Kabul và bố trí lực lượng chỉ cách Kabul 50 km. 31 tháng 12 năm 2014, Liên quân rút quân, Taliban tăng tốc phản công. Cuối năm 2014, NATO kết thúc chiến dịch rút quân khỏi Afghanistan. Liên quân bị chỉ trích vì đã gây nhiều thương vong cho dân thường. Ngay cả Tổng thống mãn nhiệm Hamid Karzai cũng kêu gọi Mỹ chấm dứt không kích. Taliban bắt đầu tiến hành tấn công các tòa nhà chính quyền và đại sứ quán ở Kabul, đẩy mạnh các vụ tấn công giành dân lấn đất và gia tăng quân số. 23 tháng 7 năm 2016, IS tấn công, Taliban lo ngại. Ngày 23 tháng 7 năm 2016, một vụ đánh bom liều chết xảy ra trong cuộc biểu tình có đông người Hazara ở Kabul làm 80 người thiệt mạng. Tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng nhận trách nhiệm. IS cố giành chỗ đứng ở Afghanistan từ năm 2015 và tìm cách chiêu dụ các tay súng Taliban, nên Taliban xem IS là mối đe dọa. Các vụ đụng độ giữa Taliban và IS ngày càng ác liệt. Từ 15 tháng 6 đến 17 tháng 6 năm 2018, 3 ngày ngừng bắn đầu tiên. Taliban vừa ngăn chặn IS lấn chiếm vừa tổ chức các vụ tấn công ở Kabul. Chính phủ Afghanistan không thể cùng lúc đương đầu với Taliban và IS nên buộc phải xuống nước với Taliban. Tháng 3 năm 2018, Tổng thống Ashraf Ghani đưa ra đề nghị Taliban sẽ được công nhận là một lực lượng chính trị nếu công nhận hiến pháp. Taliban bác đề nghị vì cho đó là hành động đầu hàng. Tháng 6 năm 2018, lần đầu tiên Tổng thống Ghani tuyên bố ngừng bắn với Taliban trong 3 ngày. 29 tháng 2 năm 2020, đạt thỏa thuận Doha với Mỹ. Sau nhiều tháng đàm phán bí mật, Taliban đã ký với Mỹ thỏa thuận Doha ngày 29 tháng 2 năm 2020. Thỏa thuận ấn định điều kiện Mỹ rút quân trong 14 tháng, Taliban cam kết không tấn công quân đội nước ngoài trong quá trình rút quân và ngăn chặn các nhóm như Al-Qaeda và IS hoạt động ở Afghanistan. Thỏa thuận dự kiến sẽ tiến hành đàm phán giữa Taliban với chính phủ Afghanistan. Cuối cùng cuộc hội đàm lịch sử giữa Taliban và chính phủ Afghanistan khai mạc ngày 11 tháng 9 năm 2020 tại Qatar, với sự hiện diện của Ngoại trưởng Mỹ sau khi Afghanistan trả tự do cho 400 tù nhân Taliban cuối cùng. Ngày 29 tháng 2 năm 2020 tại Doha, Qatar, đặc phái viên Mỹ Jaume Khalilnath Trái và giáo sĩ Abdul Ghani Barada ký kết thỏa thuận kết thúc cuộc chiến kéo dài 18 năm của Mỹ ở Afghanistan ảnh, AP. 9 tháng 7 năm 2021, Taliban kiểm soát 85% lãnh thổ Afghanistan. Tháng 5 năm 2021, Taliban mở màn chiến dịch tấn công mới sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định quân đội nước ngoài sẽ rút khỏi Afghanistan trước cuối tháng 8. Taliban đã nhanh chóng mở rộng quyền kiểm soát. Ngày 9 tháng 7, Taliban tuyên bố kiểm soát 85% lãnh thổ Afghanistan. 15 tháng 8 năm 2021, Taliban tuyên bố chiến thắng. Vài giờ sau khi Tổng thống Ashraf Ghani rời đi, theo những hình ảnh phát trực tiếp trên đài truyền hình Al Jazeera, Taliban đã tuyên bố chiến thắng từ bên trong dinh Tổng thống. Tổng thống Afghanistan bỏ trốn ra nước ngoài, Taliban tuyên bố chiến thắng. Kết thúc cuộc chiến kéo dài gần 20 năm chống ngoại binh và chính phủ được phương Tây hậu thuẫn ở Afghanistan. 15 tháng 8 năm 2021. Tình hình Afghanistan ngày càng bất ổn, Nga dồn dập tập trận ở Trung Á. Sự sụp đổ của chính phủ ở Kabul sau đó đã dẫn đến một cuộc nội chiến vào những năm 1990, trong đó Taliban ra đời và cuối cùng nắm quyền kiểm soát hầu hết đất nước cho đến khi Mỹ triển khai chiến dịch quân sự lớn năm 2001 sau vụ tấn công khủng bố 11 tháng 9 năm 2001. Ngày 5 tháng 8 năm 2021, một quan chức thuộc Bộ Quốc phòng Afghanistan cho hay, 50 tay súng Taliban đã bất ngờ đầu hàng các lực lượng an ninh nước này tại tỉnh miền Bắc Giorgian vào đêm 4 tháng 8. Taliban tái chiếm nhiều vùng đất trong hòa bình không cần đánh vẫn thắng. Taliban không đánh cũng thắng, hàng trăm quan chức và binh sĩ Afghanistan bỏ chạy. Taliban tuyên bố giành chiến thắng trong cuộc chiến kéo dài 2 thập kỷ chống ngoại binh và chính phủ được phương Tây hậu thuẫn ở Afghanistan, sau khi các thành viên của nhóm chiếm được dinh tổng thống ở Kabul. Phát biểu với kênh truyền hình Al Jazeera Mubasher từ bên trong dinh tổng thống đêm 15 tháng 8 theo giờ địa phương, Mohamnim, phát ngôn viên của lực lượng Taliban khẳng định, cuộc chiến ở Afghanistan đã kết thúc, hoàn thành mục tiêu, bảo đảm tự do cho đất nước và độc lập cho người dân. Taliban chiếm dinh tổng thống Afghanistan tối 15 tháng 8. Phát ngôn viên Taliban nói, nhóm không muốn chứng kiến các cường quốc bên ngoài lặp lại sai lầm khi xâm lược Afghanistan, cũng như lún sâu vào, trải nghiệm thất bại của liên minh do Mỹ dẫn đầu. Taliban cũng cam kết giải quyết các mối quan tâm của cộng đồng quốc tế thông qua đối thoại. Cập nhật trực tiếp, Taliban nắm quyền kiểm soát dinh tổng thống. Theo CNN, cập nhật 1 giờ 43 chiều theo giờ ET, ngày 15 tháng 8 năm 2021. Những gì chúng tôi đang đề cập ở đây, Taliban đã giành quyền kiểm soát dinh tổng thống ở Kabul sau khi tổng thống Ashraf Ghani của nước này bỏ trốn khỏi đất nước. Trước đó, các cuộc đàm phán để thành lập một chính phủ chuyển tiếp dường như đã bị trục trặc do sự ra đi của Ghani. Theo CNN, Mỹ đang rút toàn bộ nhân sự khỏi đại sứ quán của mình ở Kabul. Đại sứ quán, hiện đang hoạt động bên ngoài sân bay Kabul, đã hướng dẫn các công dân Mỹ ở thủ đô đến nơi trú ẩn tại chỗ.
Tình hình Afghanistan ngày càng bất ổn, Nga dồn dập tập trận ở Trung Á. Sự sụp đổ của chính phủ ở Kabul sau đó đã dẫn đến một cuộc nội chiến vào những năm 1990, trong đó Taliban ra đời và cuối cùng nắm quyền kiểm soát hầu hết đất nước cho đến khi Mỹ triển khai chiến dịch quân sự lớn năm 2001 sau vụ tấn công khủng bố 11 tháng 9 năm 2001. Ngày 5 tháng 8 năm 2021, một quan chức thuộc Bộ Quốc phòng Afghanistan cho hay, 50 tay súng Taliban đã bất ngờ đầu hàng các lực lượng an ninh nước này tại tỉnh miền Bắc do Iran vào đêm 4 tháng 8. Taliban tái chiếm nhiều vùng đất trong hòa bình không cần đánh vẫn thắng. Taliban không đánh cũng thắng, hàng trăm quan chức và binh sĩ Afghanistan bỏ chạy. Vì vậy, để tránh bất kỳ vụ cướp bóc và trộm cắp nào ở Kabul và ngăn chặn những kẻ cơ hội làm hại người dân, Tiểu Vương Hồi giáo đã khuyến cáo lực lượng của mình tiến vào những khu vực của thành phố mà kẻ thù đã để lại và những khu vực có nguy cơ xảy ra cướp bóc và trộm cắp. Anh nói thêm, các bài đăng trên mạng xã hội và các tài khoản nhân chứng cho thấy sự hiện diện của Taliban trong thành phố đang tăng lên. Các lực lượng của chúng tôi đang âm thầm tiến vào thành phố, họ sẽ không làm phiền bất cứ ai, các nhân viên chính phủ cả dân sự và quân sự nên được đảm bảo rằng không ai sẽ làm hại họ, không Mujahid được phép vào nhà dân, làm tổn thương hoặc làm phiền bất cứ ai, các nhóm người phát ngôn thêm. Cuộc tiếp quản của Taliban xảy ra trong bối cảnh Hoa Kỳ và các đồng minh NATO đang nỗ lực sơ tán công dân và nhân viên hỗ trợ của họ trong nước. Các báo cáo trước đó cho rằng một chính phủ chuyển tiếp sẽ được thành lập nhưng sự ra đi của Tổng thống Ghani dường như đã cản trở những nỗ lực đó. Một cuộc gặp dự kiến sẽ diễn ra giữa phái đoàn cấp cao của chính phủ Afghanistan và Taliban ở Doha, giờ có thể sẽ không diễn ra, một nguồn tin am hiểu về các cuộc đàm phán nội bộ Afghanistan nói với CNN hôm Chủ nhật. Bất chấp điều đó, Chủ tịch Hội đồng cấp cao về Hòa giải quốc gia, Abdullah, chính trị gia Ghanbuddin Hekmatia và cựu Tổng thống Hamid Karzai đã thành lập Hội đồng điều phối để quản lý tốt hơn các vấn đề liên quan đến hòa bình và chuyển giao hòa bình, ông Karzai cho biết trong một tuyên bố. Al-Arabiya, Afghanistan sẽ có chính phủ chuyển tiếp trong vài giờ tới. 2 giờ trước, kênh truyền hình Al-Arabiya xác nhận thông tin phái đoàn Taliban đến phủ Tổng thống Afghanistan để đàm phán, đồng thời cho biết chính phủ chuyển tiếp sẽ được thành lập trong vài giờ tới. Tình hình Afghanistan ngày càng bất ổn, Nga dồn dập tập trận ở Trung Á. Sự sụp đổ của chính phủ ở Kabul sau đó đã dẫn đến một cuộc nội chiến vào những năm 1990, trong đó Taliban ra đời và cuối cùng nắm quyền kiểm soát hầu hết đất nước cho đến khi Mỹ triển khai chiến dịch quân sự lớn năm 2001 sau vụ tấn công khủng bố 11 tháng 9 năm 2001. Ngày 5 tháng 8 năm 2021, một quan chức thuộc Bộ Quốc phòng Afghanistan cho hay, 50 tay súng Taliban đã bất ngờ đầu hàng các lực lượng an ninh nước này tại tỉnh miền Bắc do Iran vào đêm 4 tháng 8. Taliban tái chiếm nhiều vùng đất trong hòa bình không cần đánh vẫn thắng. Taliban không đánh cũng thắng, hàng trăm quan chức và binh sĩ Afghanistan bỏ chạy. Các tay súng Taliban trên một đường phố ở tỉnh Jalalabad, Afghanistan, ngày 15 tháng 8 năm 2021, theo AFP, thông tấn xã Việt Nam. Truyền thông Afghanistan và khu vực dẫn các nguồn tin ngoại giao cho biết Afghanistan sẽ có chính phủ chuyển tiếp trong vài giờ tới, và cựu Bộ trưởng Nội vụ Ali Ahmad Jalali sẽ được chỉ định làm người đứng đầu chính phủ chuyển tiếp. Hãng thông tấn Khama Press cho biết hiện các cuộc đàm phán về chuyển giao quyền lực cho lực lượng Taliban đang được tiến hành tại phủ Tổng thống ở Kabul. Trung gian cho quá trình đàm phán là người đứng đầu Hội đồng Hòa giải Dân tộc Tối cao Abdullah. Kênh truyền hình Al-Arabiya cũng xác nhận thông tin phái đoàn của Taliban đến phủ Tổng thống Afghanistan để đàm phán, đồng thời cho biết chính phủ chuyển tiếp tại Afghanistan sẽ được thành lập trong vài giờ tới. Phái đoàn của Taliban do lãnh đạo lực lượng Hồi giáo này là Malik Abdul Ghani Barada đứng đầu. Tình hình Afghanistan ngày càng bất ổn, Nga dồn dập tập trận ở Trung Á. Sự sụp đổ của chính phủ ở Kabul sau đó đã dẫn đến một cuộc nội chiến vào những năm 1990, trong đó Taliban ra đời và cuối cùng nắm quyền kiểm soát hầu hết đất nước cho đến khi Mỹ triển khai chiến dịch quân sự lớn năm 2001 sau vụ tấn công khủng bố 11 tháng 9 năm 2001. Ngày 5 tháng 8 năm 2021, một quan chức thuộc Bộ Quốc phòng Afghanistan cho hay, 50 tay súng Taliban đã bất ngờ đầu hàng các lực lượng an ninh nước này tại tỉnh miền Bắc do Iran vào đêm 4 tháng 8. Taliban tái chiếm nhiều vùng đất trong hòa bình không cần đánh vẫn thắng. Taliban không đánh cũng thắng, hàng trăm quan chức và binh sĩ Afghanistan bỏ chạy. Trước đó, lực lượng Taliban tuyên bố đang bao vây Kabul nhưng không có ý định chiếm thủ đô bằng vũ lực, đồng thời khẳng định sẽ không có ai bị đe dọa mạng sống, tài sản và phẩm giá, cuộc sống của người dân Kabul sẽ không gặp nguy hiểm. Taliban cam kết đảm bảo an ninh cho các quan chức chính phủ cho đến khi hoàn tất tiến trình chuyển giao quyền lực, các thành viên lực lượng Afghanistan được phép trở về nhà. Sân bay, bệnh viện, các dịch vụ khẩn cấp cũng sẽ không bị gián đoạn. Một quan chức trong lực lượng Taliban cho biết người nước ngoài tại Kabul có thể rời đi nếu muốn, hoặc có thể đến đăng ký lưu trú với chính quyền mới trong vài ngày tới. Tình hình Afghanistan ngày càng bất ổn, Nga dồn dập tập trận ở Trung Á. Sự sụp đổ của chính phủ ở Kabul sau đó đã dẫn đến một cuộc nội chiến vào những năm 1990, trong đó Taliban ra đời và cuối cùng nắm quyền kiểm soát hầu hết đất nước cho đến khi Mỹ triển khai chiến dịch quân sự lớn năm 2001 sau vụ tấn công khủng bố 11 tháng 9 năm 2001. Ngày 5 tháng 8 năm 2021, một quan chức thuộc Bộ Quốc phòng Afghanistan cho hay, 50 tay súng Taliban đã bất ngờ đầu hàng các lực lượng an ninh nước này tại tỉnh miền Bắc do Iran vào đêm 4 tháng 8. Taliban tái chiếm nhiều vùng đất trong hòa bình không cần đánh vẫn thắng. Taliban không đánh cũng thắng, hàng trăm quan chức và binh sĩ Afghanistan bỏ chạy.